các bạn đây là dòng máy xoa điện Bosch với model TCE4220, nhưng tháo tất cả các bộ tay ga với ô tô du lịch từ 16 chỗ đổ lại với đường kính năm từ 11 tới 23 đen. Phụ kiện theo máy gồm một tay cậy, một hũ xà bông và cây cọ. Đây là các chân van điều khiển của thiết bị, chân này cho motor quay. Thiết kế cả hai bên. Đây là hai chân ra vào của bốn phốt, hạ xuống và ra. Đây là chân ốp ra lông. Máy vỏ còn một bộ điều áp để điều áp lượng hơi vào trong máy vỏ cho phù hợp. Hơi vào hệ thống máy vỏ từ 6-8 kg, tương đương với 6-8 bar, và có bộ điều chỉnh cho lượng hơi vào phù hợp. Ngoài ra có bộ tách nước, khi mà nước trong động vào đây thì mình xả. Và đây là bộ lọc dầu. Bộ này là hơi sẽ thông qua dầu này vào đi vào các hệ thống T-Ben và Sinfos trong này để bảo vệ tất cả các Sinfos và các hệ thống bên trong. Khi hết thì chúng ta tháo này ra và châm nhớt 10 dầu thẳng vào trong máy là dùng được.